Rồi, kính chào các bác. Thì nhiều bác ấy cũng hỏi em là cái kẹp này này. Tại vì trước đây em cũng có một cái clip làm về cái kẹp này rồi. Thì cái thời đấy ấy, em đang dùng cái iPad 11 inch ấy. Thì sau này em đổi lên cái iPad 12.9 inch ấy. Thì không biết là nó có dùng được không. Thì vừa rồi em đã thử dùng cho các bác xem rồi đấy. Nó vẫn hoàn toàn sử dụng được trên cái con iPad 12.9 inch nhé. Nói chung là nó kẹp được tất cả các mọi loại iPad luôn đấy. Không biết là coi con Tab S8 Ultra thì thế nào, nhưng mà hiện tại là tất cả các con iPad đều kẹp được hết nhé. Đấy, từ 11 đến 12.9 inch kẹp được hết luôn. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác kỹ hơn về cái con này. Nó tại vì nó đã theo em được khoảng tầm tầm phải đến gần 3 năm rồi các bạn, mà trong khi đó nó vẫn sử dụng bình thường, không vấn đề gì luôn các bạn. Ở đây là cái đế kẹp của nó. Thì cái đế kẹp này nó có một cái khoảng kẹp rất là rộng các bạn. Đây này, để em đo thử xem nào. Đây này. Đấy. Nó phải được tầm 10 cm các bạn. Có nghĩa là các bác sẽ kẹp được vào những cái bề mặt nó có kích thước tầm 10 cm đổ lại là được. Em thấy cái khoảng đấy nó rất là rộng rồi. Các bác có thể kẹp gần như mọi thứ rồi. Đấy, em lắp vào đây. Đấy. Đấy, và nó có cái cơ cấu xoáy này rất là dễ các bạn, và nó chắc chắn đấy các bạn. Đấy, em dùng cũng có dùng một số cái kẹp khác, cái kiệm dạng hoàm như này này và bắt vít ở đây này, thì được mấy bữa nó lại bị lỏng ra các bạn, và nó bị ngoác cái ngàm này, nó bị ngoác ra dẫn đến nó không chắc chắn nữa. Cái này thì em thấy là dùng bao năm này nó vẫn rất là chắc chắn các bạn. Và các bạn cũng thấy biết rồi đấy, cái này của em ấy nó có 3 khúc và có thể hoàn toàn là tháo ra được. Đây này, hoàn toàn có thể nó rời ra được luôn. Hoàn toàn có thể tháo rời ra luôn nhé. Đây, một khúc này. Đây này. Đấy. Cái này thì cố định rồi. Đấy. 2 khúc. Hoàn toàn có thể tháo rời và rất là dễ để mà các bác có mọi tư thế ấy. Đấy, 2 khúc này. Đây, và đây là 3 khúc này. Đây. 3 khúc này. Nó cái này nó bằng hợp kim, em nghĩ là bằng hợp kim nhôm, nó cũng khá là nhẹ các bạn. Và ở mỗi khúc ấy nó có những cái rãnh rãnh kiểu răng cưa như này này. Khi khi mà các bác bắt vít vào rồi thì nó không bị trượt được, nó rất là chắc chắn. Đấy. Và đây là cái để mà giữ được cái iPad, thì cái giữ này nó có cái cơ cấu khớp nối xoay. Đấy. Em xoay nó gần 3 năm nay rồi mà nó vẫn chưa hỏng các bạn. Đấy. Và hoàn toàn có thể là chỉnh được cái mức độ mà mạnh nhẹ của cái khớp này. Đây, cái này thì nó quay xuống. Các bác tháo lỏng ra thì đương nhiên là nó sẽ không không giữ được mấy, nhưng mà các bác bận chặt vào thì nó sẽ giữ chặt thôi. Thì cái này là bình thường. Cái này thì đây, và hoàn toàn các bác phải tháo rời ra được. Đây, các bác thấy không? 3 năm rồi mà dùng nó vẫn gần như nó không bị mòn mấy ấy. Vẫn rất là ngon luôn. Đấy. Để tính ra là phải 4 khúc. Thế là phải 4 khúc các bạn. Đấy, thì đây là cái báo kẹp của cái giá đỡ đấy. Thì nó có một cái khoảng cách kẹp rất là lớn các bạn. Đây này, hết cỡ này, hết cỡ này, này. Hết cỡ thì nó sẽ được hơn con iPad của em luôn. Thì đây là cái con iPad 12.9 nhé. Đấy, em hoàn toàn có thể kẹp được vào nó một cách dễ dàng luôn. Đây này, các bạn chỉ cần để như này. Các bạn cứ cố định cái máy vào đâu đi, à cái chân đế vào đâu thì các bác kẹp, các bác chỉ để như này, và các bác kéo cái phần này ra nữa, kéo phần này ra, đấy hoàn toàn các bác kẹp được. Đấy, và kích thước của con iPad, một cái kích thước chiều rộng của con iPad ấy, thì đây các bác có thể thấy này, nó tầm khoảng 21.5 21.5 cm, nhưng mà cái kẹp này này hoàn toàn nó có thể kéo dài ra được nhé các bác, kéo dài ra một tí nữa, đây này, đấy nó phải từ từ tầm 1 cm nữa, đấy có thấy không? Thì có nghĩa là con này hoàn toàn có thể kẹp được những cái nào nó có kích thước tầm khoảng 22 cm là thoải mái luôn. Tại vì cái con iPad này đã 21,5 rồi mà. Đấy. 21,5 này. Thì hoàn toàn các bác có thể kẹp được cái con nào đó nó có chiều rộng là 22 cm, hoàn toàn thoải mái luôn. Và việc mà các bác khi mà các bác kẹp như này này, các bác sợ là cái con iPad này nó bị cong ấy. Nó bị cong, nó có thể nó bị bẻ sang này hoặc bẻ sang này, thì hoàn toàn là không bị đâu nhá các. Em dùng nó bao năm rồi. Hồi xưa thì đúng là hồi xưa em cũng sợ nó như thế đấy. Hồi xưa em cũng sợ là nó sẽ bị bẻ cái iPad này, nó cong lên hoặc là cong vào trong kia, nhưng mà hoàn toàn em dùng
Em dùng cái calendar pack này là phải dùng trần luôn đấy, và kẹp thì nó vẫn không hề bị cong. Thì em nghĩ là cái, ở cái phần giữa này, nó có phần đáng giá đỡ này này, nó đỡ rồi, nó rất là chắc chắn luôn đấy, cho nên nó không bị cong các bạn. Đấy, các bác sợ thì không nói, nhưng mà em hồi xưa em cũng sợ sợ cong, nhưng mà hiện tại đến giờ em dùng 3 năm rồi nó không cong, nhưng các bác cứ yên tâm nhé. Đấy, và cái phần giữ này này, cái phần giữ ở chỗ cái nó tì vào cái cạnh của em bác ấy, thì nó hoàn toàn nó bằng cái chất liệu nhựa mềm ấy các bác. Có nghĩa là khi mà ấn vào này, em bấm vào này thì nó vẫn bị lún vào nhá, nó không phải là dạng nhựa cứng. Đấy, và nó cũng không phải là dạng cao su nhé. Nếu mà dạng cao su nữa thì nó còn chắc hơn, nhưng mà em nghĩ là cái dạng nhựa này vẫn bình thường, nó không gây ra cái hiện tượng mà bị xước cái cạnh viền của con iPad, và nó vẫn rất là chắc chắn. Đấy, và nó cũng khá là mềm và giữ chắc chắn lắm. Nó có những cái chấm chấm này để nó không bị trơn trượt đấy. Đấy. Và cái cơ cấu lò xo này thì đương nhiên là em không tháo ra được, tại vì giờ tháo ra là hỏng. Nhưng mà cái cơ chấu trượt này thì em dùng 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 ba gần 3 năm rồi, nó vẫn không sao các bạn. Cho nên các bác mua cái sản phẩm này thì em thấy là quá yên tâm. Thì em nhớ cái thời điểm mà em mua cái này nó tầm 250 các bạn, mua ở Lazada. Nhưng mà hiện tại em tìm lại cái shop đấy ấy, thì họ không còn bán nữa. Thì các bác cứ dựa vào cái hình dáng của nó như này để các bác tìm ở trên những cái trang mạng khác nhé. Em cũng thử tìm lại xem nó có không, nếu mà có thì em sẽ đưa link cho các bác ở dưới phần mô tả nhé. À, nhưng mà em thấy là nếu mà bây giờ mà còn cái này thì em nghĩ là nó cũng cháy hàng rồi, tại vì cái ưu điểm với cái giá tiền mang lại cho nó rất là lớn luôn. Bác nào mua cái này, bác dùng iPad mà mua cái này thì bảo đảm không phải hối tiếc luôn đấy. Đấy, và hoàn toàn cái này cũng có thể là kẹp vào điện thoại nha các bác, kẹp bình thường luôn. Đây điện thoại này, điện thoại đây em có con V60 này, kẹp thoải mái luôn, chả vấn đề gì, kẹp điện thoại ngon luôn. Đấy, dùng bình thường luôn vẫn sướng luôn. Nói chung là kẹp điện thoại thì cũng quá bình thường rồi, quan trọng là kẹp iPad và nó giữ được chắc chắc chắn đấy. Đấy thì hoàn toàn các bác có thể dùng cái này để mà kẹp cái iPad lớn nhất là cái iPad 12.9 inch nhé. Còn loại 11 inch thì khỏi nói rồi, ăn quá ngon rồi. Còn em chỉ sợ mỗi cái là cái iPad, không phải iPad mà là cái tablet S8 Ultra thì có thể là nó bây giờ nó 14.6 inch thì có thể nó hơi lộng hơn. Thì các bác nào mà mua con đấy thì nhớ đo kích thước nó xem thế nào nhé. Ok, chào các bác.